làm đá nhà nha. Bữa nay mình mua cách rê về mình kho tiêu ăn cả nhà. Có hột măng nè, rồi mình nấu với sườn với xưa cục xương ống, đây cải nè, rồi mình xào ăn. Nên mình mua được cải ngầu ngon sức nè. Giờ mình đi sắt cá mình ướp trước đi cho nó thấm, rồi mình sắt măng mình luộc. Vô cá ra thì mình ướp trước thì cho nó thấm, nó cứng, con cá nó ngon. À, đi chợ mình mua được cá, gặp cá là bán cá tê đồng. Cứng nó sức nè. Giờ mình ướp cá luôn. Cho đường với nước màu, bột ngọt, nước mắm rồi đó. Cho muỗng bột ngọt, cho ít hành, cho tím như cho thơm, còn ít nữa thì mình sấy và mình kho, trộn lên cho thấm. Giờ mình xắt măng lên, dạt cái vàng vàng này. Bắt mà nước lên nãy giờ sôi à. Cho muối giờ mình luộc. Măng mình luộc sơ cái liền mình nấu. Măng mình luộc sơ rồi mình vớt ra. Giờ mình bắt nồi nước lên, mình trụng xương, mình nấu, mình trụng xương rồi mình nấu nước cho nó trong. Này nấu xương ống với mấy cục sườn ngon. Mình trụng xương xong mình vớt ra, mình bắt nồi nước khác lên mình nấu. Mình bắt nồi lên mình phi miếng hành cho nó thơm rồi mình kho cá luôn. Mình thơm rồi. Cá nó sôi lên rồi mình chở cá lên chở đều săn lên hết. Cá mình ướp lâu á kho nó cứng, cá ngon sợ. Cho mình cho thịt vô mình nấu canh lên, nãy giờ mình bắt nồi nước.
nấu con chả xoài rồi đó. Nấu cho tóc mỡ vô luôn. Tiêu vô luôn, cho mấy phần ớt, rồi mình cho măng vô luôn. Cà canh mình chín nè, cho hành vô mình miên nè, múc ra ăn cơm. Quá trời chút xương, xương ống. Ngon quá. Cơm canh mình chín rồi, bà cả nhà dùng cơm với hai mẹ con mình nha. Bà cả nhà dùng cơm, mà mẹ ăn cơm. Ăn cơm chờ. Này món nào cũng thấy hấp dẫn ngon quá. Ăn cải ngồng chấm nước cá. Giờ mở ngọt ha. Nó chè còn béo hả? Lớp mỡ quá trời rồi phải không? Cá đi chợ nó thấy là bán cá chè đồng ngon nè. Về con tiêu con mỡ nè, rau vô ha, phải là ăn giòn. Thì giá cục xương ống cho con ha, là để nó nguội. Ăn mấy cục xương nhỏ nha. Bye.
cây cọng đại ngọng này ăn ngọt hết trơn. Rồi gọt gọt luôn. Cam ăn không? Cho con nó đậm non rồi. Ngày đây có đậm non nữa nè. Vô mảnh. Canh nấu mình thương ra nước ngọt ghê. Dây canh này gì gớt gớt không ạ? Béo rồi.
Ê trời. Không đứng luôn à. Thôi, mới ăn lẹ hả? Ừ, hai năm thì ngọt lắm chứ. Chín mơ nhỏ mà giỏ một lát à. Ngon quá cả nhà. Bữa nay mình đi chợ mình mua cá trê về mình thoa tiêu bỏ tép mỡ vô cho hai mẹ con ăn. Rồi bữa ăn gia đình mình kết thúc tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Cả nhà xem nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh gia đình công nhân mình nha. Bye bye cả nhà. Bye.